khi trồng chúng ta trồng bằng đất khô hoặc là có một chút độ ẩm không đáng kể. Sau đó chúng ta chỉ việc là bê lên và rải sỏi là xong, không được tưới nước. Sau khoảng nửa tháng, cây nó hoặc một tháng, cây nó khô hẳn, đất nó khô hẳn và nó bén rễ rồi, thì chúng ta mới bổ sung cho nó một chút nước. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng. Giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một số những cái cây mà có thể gọi là len vàng đã trồng thành dạng bụi, một số những cây bị hư và cách sử dụng cũng như cách trồng, cách chơi cũng như cách trồng. Cái thằng len vàng này nó là dòng xương rồng. Nếu bình thường nó là một cây thân tròn cao lên, chúng ta nếu chúng ta cắt đầu đó đây, nếu chúng ta cắt đầu đó bên trong đây chúng tôi đã cắt, thì nó sẽ mọc nhánh, nó đẻ ra, nó thành một bụi, có thể thành nhiều hình dáng khác nhau như trong những cái chậu của chúng tôi ở đây. Tuy nhiên chơi xương rồng thì các bạn lưu ý, nếu chúng ta mà để ở chỗ ít ánh sáng và tưới nhiều nước, giữ độ ẩm quá cao, ví dụ như chậu len vàng này, chậu này là độ ẩm quá cao, đây bạn nhìn đây, độ ẩm cao cộng với môi trường để chỗ râm, cây sẽ dẫn đến thối úng. Mặc dù ngay mé trên đây, những chỗ này là bắt đầu đang úng thối này, đã chuyển sang màu lâu đen này, là len vàng đang bị hỏng, củ nó phải màu vàng mượt, lông nó phải cứng như này thì mới là cây đạt tiêu chuẩn. Và đây nữa, tôi giới thiệu thêm một cây nữa là đã bị chết hẳn luôn, ví dụ như cây này mà hoàn toàn là để đất quá ẩm, môi trường râm, tưới thường xuyên, đâm là cây nó sẽ dẫn đến thối úng và sẽ chết. Các bạn lưu ý, chơi xương rồng nói chung và len vàng nói riêng là chúng ta phải giữ được cái độ khô của đất là ở một cái mức độ rất là cao. Hôm nay vườn chúng tôi vừa mới tưới xong, đâm nó cũng có chút độ ẩm. Thế nhưng thường thường là với những chậu len vàng là chúng ta giữ đất khô có thể là một tháng hoặc nửa tháng là nhanh, chúng ta mới tưới cho nó một chút nước. Còn thường ngày thì phải để ở chỗ vị trí có nắng. Thế chúng nếu chúng ta chơi trong nhà cũng được, thì chúng ta để trong nhà chơi một ít hôm, chúng ta phải bê ra cửa sổ hoặc ban công, cái nơi nó có nhiều nắng. Sau đó rồi là thấy đất thật khô rồi thì chúng ta mới tưới một chút nước, chứ không được tưới thường xuyên đất ẩm thì sẽ rất dễ đến cây bị úng và hư hỏng. Đấy là cái cách chơi len vàng và xương rồng. Sau đây tôi sẽ trồng một cái chậu len vàng và một cái ang mà tôi đã chuẩn bị. Đây, như bụi này là cũng có thể được. Sẽ đưa vào đây. Trồng xương rồng, cách trồng của nó không như trồng các cây khác. Nếu thường thường mà chúng ta cho đất vào sau, nó hay bị vướng, hay bị vướng những cái mà gọi là gai của nó, nên chúng ta cho đất rất khó. Chính vì thế với những cái ang này, chúng ta sẽ cho một cái lượng đất vào trước, sau chúng ta sẽ đưa ra xung quanh để mục đích rằng là nó có đất luôn. Tí nữa chúng ta đỡ phải cho thêm nhiều đất vào. Nếu cho thêm quá nhiều đất vào bên trong mà vướng lông gai của xương rồng, chúng ta sẽ không cho đất vào được, và gai nó sẽ dễ chọc vào tay. Nên các bạn làm, nếu có thể, nếu mà không quen thì có thể đi găng, hoặc là sẽ khéo léo, không thì phải khéo léo đây. Thế còn cầm cái cây lông len vàng này, tôi cũng mật bí thêm các bạn một cái cách nữa. Khi chúng ta xuôi lông gai của nó xuống thế này và chúng ta cầm thì không vấn đề gì cả, nhưng nếu chúng ta bóp vào ngay mà cầm ngang thì gai nó sẽ chọc vào tay ra ngay. Nhưng thường thường tôi hơi vuốt nhẹ xuống rồi tôi cầm vào thì hoàn toàn không vấn đề gì, gai sẽ không đâm vào tay chúng ta, nhẹ nhàng rút ra. Đây bạn nhìn đấy, nếu cầm ngang và tôi phải vuốt xuống một chút thì gai nó không đâm. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng đặt vào chậu mà đất chúng ta đã chuẩn bị tương đối đầy, gần như là đủ luôn. Chúng ta chỉ việc nhẹ nhàng cho thêm một chút đất vào là xong. Trồng các cây khác thì trồng xong, nếu mà cây không phải là cây mới chặt rễ thì chúng ta có thể nói là tưới nước ngay, như những cây mà chúng tôi đã trồng và những cái giới thiệu ở những cái clip trước. Nhưng riêng xương rồng thì lại khác. Khi trồng chúng ta trồng bằng đất khô hoặc là có một chút độ ẩm không đáng kể. Sau đó chúng ta chỉ việc là bê lên và rải sỏi là xong, không được tưới nước. Sau khoảng nửa tháng, cây nó hoặc một tháng, cây nó khô hẳn, đất nó khô hẳn và nó bén rễ rồi, thì chúng ta mới bổ sung cho nó một chút nước. Còn nếu trồng vừa trồng xong động rễ mà chúng ta tưới ngay thì độ ẩm cao thì rất dễ đến thối úng xương rồng nói chung và len vàng nói riêng. Đây tôi sẽ trồng xong và tôi chỉ rải sỏi thôi, tuyệt đối là không được tưới nước.
Đấy, tôi đã cho đất vào trước rất là nhiều sang bên cạnh, đâm là khi tôi cho thêm, tôi chỉ phải cho thêm có một chút thôi thì nó sẽ dễ dàng. Với những cái chậu hình khum như này, nếu là chúng ta cho đất sau như tôi giới thiệu thì nó sẽ rất là khó khăn. Đấy, tôi trồng rất là đơn giản thôi, là đã được một chậu đen vàng. Bây giờ tôi chỉ việc rải sỏi vào nữa là xong. Sau khi trồng xong, đen vàng ta lên để ở những cái môi trường nó nhiều nắng. Đây ví dụ như vườn chúng tôi đây, tôi chọn cái vị trí nhiều ánh sáng, tôi sẽ để ra đây. Nếu mưa thì chúng ta sẽ tránh không để mưa vào. Tôi sẽ để ra cái môi trường nhiều ánh sáng này lúc mới trồng thì nó sẽ phù hợp hơn. Sau một thời gian nó khỏe rồi thì các bạn có thể đưa vào trong nhà chơi cũng được. Nhưng lưu ý, chơi ở trong nhà thì tuyệt đối không tưới nước kể cả một tháng. Sau đó rồi chúng ta đưa ra ngoài. Nếu tưới xương rồng mà có điều kiện thì chúng ta lên tưới phun một chút nước nhẹ nhàng lên trên mặt cây và lên trên mặt chậu, nó thấm xuống một chút là được. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.